Cô xin chào các em đến với tiết học địa lý 6 ngày hôm nay. Trong nội dung tiết học ngày hôm nay, có hai nội dung chính cô và các em cùng tìm hiểu. Nội dung đầu tiên đó là bài 26, đất, các nhân tố hình thành đất. Và bài 27, lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 26 với 3 nội dung chính. 1. Lớp đất trên bề mặt các lục địa. 2. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng. 3. Các nhân tố hình thành đất. Cô và các em cùng tìm hiểu nội dung 1. Lớp đất trên bề mặt các lục địa. Các em cùng quan sát các hình trên màn hình kết hợp với nội dung sách giáo khoa. Các em có thể hiểu được rằng lớp đất chính là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa. Đây là hình các mẫu đất. Dựa vào hình này, ta có thể thấy được rằng mẫu đất gồm có nhiều tầng khác nhau. Trên cùng là tầng chứa mùn. Đây là tầng mỏng, màu xám. Ở giữa là tầng tích tụ sét, sỏi. Tầng này dày và có màu vàng đỏ. Dưới cùng là tầng đá mẹ, xuống dưới sâu và màu sẽ tùy thuộc vào các loại đá. Vậy thì, chúng ta có thể hiểu được rằng tầng chứa mùn có giá trị lớn nhất đối với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật vì nó cung cấp chất dinh dưỡng là môi trường nuôi trồng thực vật trên trái đất. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung 2 la mã, thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng. 1. Thành phần của thổ nhưỡng. Thì trong đất gồm có các thành phần sau. Thành phần khoáng có tỷ lệ lớn, chiếm từ 90 đến 95%. Thành phần hữu cơ chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu ở tầng trên, màu xám hoặc đen. Đây là sinh vật nó sẽ phân hủy ra và từ đây sẽ tạo thành chất mùn cho cây. Và ngoài khoáng và chất hữu cơ thì trong đất còn có các thành phần nước và không khí. Hai thành phần này ít nhiều tồn tại trong các khe hổng của các hạt khoáng. Và từ đây, chúng ta có thể thấy được chất hữu cơ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong đất nhưng lại có vai trò lớn lao đối với thực vật vì trong chất hữu cơ có chứa chất mùn. Đây là nguồn thức ăn dồi dào, cung cấp chất cần thiết cho thực vật tồn tại. Hai nhỏ, đặc điểm của đất. Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, đó chính là độ phì. Và độ phì của đất là khả năng cung cấp cho thực vật nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác như nhiệt độ, không khí để thực vật sinh trưởng và phát triển. Đất tốt thì sẽ có độ phì cao và từ đó thực vật sẽ sinh trưởng thuận lợi. Đất xấu thì độ phì sẽ kém, thực vật sẽ sinh trưởng rất là khó khăn. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp để làm tăng độ phì của đất hay làm cho đất tốt lên. Đó là con người thường xuyên bón phân trùng vào đất để tăng độ phì của đất. Nhưng bên cạnh đó, con người còn có những hành động làm cho đất mất đi độ phì và làm cho đất càng ngày bị xấu đi, mất dần chất dinh dưỡng. Đó là phá rừng, gây xói mòn đất. Hoặc là con người sử dụng thuốc trừ sâu một cách quá mức không hợp lý, làm cho đất ngày càng bị xấu dần đi và mất đi độ phì trong đất. Ba la mã, các nhân tố hình thành đất. Có các nhân tố sau đây ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất trên trái đất: đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian và con người. Mỗi nhân tố sẽ có những tác động khác nhau đến quá trình hình thành đất trên bề mặt trái đất của chúng ta. Như đá mẹ chính là nguồn cung cấp vật chất khoáng cho đất. Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố nhiệt và ẩm, ảnh hưởng gián tiếp qua chuỗi tác động khí hậu, sinh vật và đất. Sinh vật là nguồn cung cấp vật chất hữu cơ cho đất. Địa hình ảnh hưởng tới tích lũy mùn của đất. Thời gian quyết định tuổi của đất. Và con người tác động mạnh mẽ đến đất, làm cho đất tốt lên hay xấu đi. Và sau đây là nội dung ghi bài của bài 26, đất, các nhân tố hình thành đất.
Tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu những nội dung chính của bài 27 Lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực động vật trên trái đất. Bài 27 gồm 3 nội dung chính: 1. Lớp vỏ sinh vật. 2. Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật động vật. Và 3. Ảnh hưởng của con người đến sự phân bố thực vật động vật trên trái đất. Trên đây là hình ảnh một số loài thực vật và động vật sinh sống trên bề mặt trái đất của chúng ta. Có một số loài sẽ sinh sống trên mặt đất, hoặc một số loài sẽ sinh sống trên đất đá, hoặc sinh sống dưới nước và trong không khí. Và từ đây, chúng ta có thể hiểu được rằng lớp vỏ sinh vật là những sinh vật sống trong các lớp đất đá, không khí và lớp nước, tạo thành lớp vỏ mới liên tục bao quanh trái đất của chúng ta. Đó là khái niệm về lớp vỏ sinh vật. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần 2, các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật động vật. 1. Là đối với thực vật. Các em cùng quan sát hai hình sau, hình rừng mưa nhiệt đới và hình hoang mạc nhiệt đới. Qua hai hình này, các em có thể thấy được rằng ở rừng mưa nhiệt đới có nhiều cây cỏ, thân gỗ, cây cối mọc rậm rạp và chen chúc nhau. Nhưng khác với rừng mưa nhiệt đới là hoang mạc nhiệt đới, thì thực vật ở đây rất là nghèo nàn, chỉ có cây bụi gai hoặc là cây xương rồng phát triển mà thôi. Tiếp theo, các em cùng quan sát hình thảm thực vật ở các đới khí hậu, đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh. Ở đới nóng thì cây cối quanh năm xanh tốt, rậm rạp. Đới lạnh thì thực vật nghèo nàn, chỉ có rêu, địa y và cây bụi. Còn ở đới ôn hòa thì sẽ có rừng lá kim, rừng lá rộng. Mùa xuân thì cây lá xanh tốt, mùa thu lá sẽ chuyển sang màu vàng và mùa đông thì sẽ rụng lá. Và từ đây chúng ta có thể kết luận được rằng khí hậu có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm thực vật. Tùy theo đặc điểm khí hậu ở mỗi nơi mà sẽ có các loài thực vật khác nhau. Và ngoài yếu tố khí hậu thì địa hình và đặc điểm của đất cũng có ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật trên trái đất. Phần 2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố của động vật. Thì các em cùng quan sát hai hình, một là hình đài nguyên, hai là hình đồng cỏ nhiệt đới. Thì ở đài nguyên khí hậu lạnh nên động vật rất là ít. Ở vùng đồng cỏ nhiệt đới khí hậu nóng ẩm nên là động vật ở đây rất là nhiều và rất là phong phú đa dạng với nhiều loại khác nhau. Và động vật sẽ chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thực vật vì động vật có thể di chuyển theo địa hình và theo mùa hoặc là có thể ngủ đông. Và đây là hình ảnh gấu ngủ đông và ếch ngủ đông. Và tiếp theo là hình ảnh của các loài động vật có thể sinh sống và tồn tại trên các hoang mạc sa mạc nắng nóng như là lạc đà, tắc kè, bò cạp và rắn. Ba nhỏ, mối quan hệ giữa thực vật và động vật. Thì thực vật và động vật luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nơi có thực vật phong phú thì động vật cũng rất đa dạng và ngược lại. Vì vậy, các loài động vật ăn cỏ và ăn thịt cùng sống với nhau trong một môi trường thực vật nhất định và sự phân bố thực vật sẽ có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật trên trái đất. Và nội dung cuối cùng cô và các em cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay là ảnh hưởng của con người đối với sự phân bố thực vật động vật trên trái đất. Con người sẽ có ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phân bố thực vật động vật trên trái đất. Trước tiên, cô và các em cùng tìm hiểu những ảnh hưởng tích cực của con người. Con người đã mở rộng phạm vi phân bố của thực vật động vật bằng cách mang các giống cây trồng, vật nuôi từ nơi này đến nơi khác. Ví dụ, người châu Âu đã đem cừu từ châu Âu sang nuôi ở lục địa Australia vào thế kỷ 18, hoặc họ đem cao su từ Brazil sang trồng ở khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực đến sự phân bố thực vật và động vật trên trái đất, thì con người còn có những ảnh hưởng tiêu cực. Đó là
con người đã thu hẹp nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật. Việc khai thác rừng bừa bãi đã làm cho nhiều loài động vật mất nơi cư trú, buộc chúng phải di chuyển đến nơi khác để sinh sống. Và đây là một số hình ảnh con người gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phân bố của động thực vật trên bề mặt trái đất. Như là con người đã giết hại những động vật hoang dã, làm cháy rừng, chặt phá rừng một cách bừa bãi và xả rác xuống sông, biển gây ô nhiễm môi trường. Và hiện nay, con người chúng ta phải có những biện pháp để bảo vệ những vùng sinh sống của các loài động thực vật trên trái đất, như là không chặt phá rừng một cách bừa bãi, không giết hại động vật hoang dã, bảo vệ môi trường không gây ô nhiễm môi trường, chính là để bảo vệ môi trường sống của các loài động thực vật quý hiếm trên trái đất hiện nay. Cần phải xây dựng những cái vườn quốc gia, khu bảo tồn động thực vật hoang dã trên trái đất. Và đây là hình ảnh của rừng quốc gia Cúc Phương và vườn quốc gia Tràm Chim ở Việt Nam chúng ta. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Và đây là nội dung ghi bài của bài 27, lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố động thực vật trên trái đất. Các em nhớ ghi bài 26 và 27 vào trong tập. Cô xin chào các em.